ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែបានមកទាត់នៅវត្តកំពង់សានថ្ងៃនេះសុទ្ធតែបានមកទាត់នៅវត្តកំពង់សាននៅអនុសង្កាទី8សង្កាទី6អាទីក្រុងតាវិញអនុមោទនានៅបានកម្រិតភពវត្ត កសាងនៅបានពីរយកៅសិបឆ្នាំហើយនៅបណ្ដាប្រដេជគុណនៅថ្ងៃថ្ងៃមួយខែមីនាពុស្សពីរពាន់567 Sơn Tân TV mình chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay Sơn Tân đến chùa mới thuộc khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh để quay cập nhật lễ tưởng niệm 290 năm ngày thành lập chùa và lễ quý kỵ của các cố hòa thượng ngày 25-26 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 16-17 tháng 2 âm lịch năm Canh Thìn. Giờ Sơn Tân sẽ đi vào phía bên trong để quay cho quý vị và các bạn cùng xem ha. Đây nở rực sẹt ní ngày quay bông muối cho nên nơi khác một nước cơ chia là tiền nơi khác một nước là tiền cái này cứ điệp tròn là ta điệp trầy này mình ra xong xâm đèn nơi ra rớt
nước hàng đấy người ta Prahia Prahia các bạn tập có sang rồi thay được đẹp đây. Nơi cắt rót slasher khang nế có bàn cầm chia riêng sla bàn có sang nơi cài các bài khe quân rồi giặc bàn chiềng cần lạc khe hơi phía ngôi tầng xá hôm nay cũng mới vừa dựng lên được khoảng 2 tầng đó quý vị. Giờ thì cũng nhân dịp làm lễ tưởng niệm ngày thành lập chùa được 290 năm thì chùa cũng đã xây dựng thêm nơi tăng xá phía bên này, và tăng xá này toàn là gỗ hết các bạn. Phía bên đây mình có thể thắp nhang và hùng phước. Phía căn rạp bên đây quý vị thì cũng dựng lên xong, sẽ ngày mai 26 tháng 3 năm 2024 này, tức là ngày 17 tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn, sẽ mời thỉnh các vị chư tăng 300 vị để mà diệu hành cho Phật tử để mà đặt bát cúng dường hết quý vị. Nữ khang rồi nó cứ chặt đi có bàn chặt cùng coi nữ Phật Parama nữ khang ở đây nè. Phía tòa tháp bên đây cũng bên đây các bạn thì cũng có để tượng Phật Thích Ca ngồi nếp bằng ở đây ha. Xuân Tinh sẽ di chuyển một vòng ở trên điện, sẽ lên phía trên. Hiện tại thì đã hơn 18 giờ chiều hết bạn. Bây giờ cũng trời sập tối rồi mà cũng chưa có mở đèn hết bạn. Ở phía trên điện, trên chính điện và Xuân Tâm sẽ đi lên trên ngôi chính điện. Thì trước ngôi chính điện thì có cột cờ phía bên đây hết bạn. Ở bên cột cờ thì có các tượng xi lăng cũng như là tượng sư tử các bạn, hay là còn gọi tiếng Khmer gọi là Rikasay. Bây giờ Xuân Tinh sẽ mời quý vị và các bạn cùng đi lên ngôi chính điện ha. Hello, Xuân Tinh xâm truyền cục mè bồng bồn nhớ là từ nơi khang rào với hiên lờ này. Rau hiên nó có bàn có sang cái nơ chnam pi pon đọc buôn. Ngôi chánh điện này cũng được xây dựng vào năm 2014 do gia đình ông Trầm B cùng phát tâm xây dựng. Phía trong ngôi chính điện thì rất là rộng rãi các bạn. Ở thành nơi khe cà rồng Bà Huy Anh ấy miền Bà Phật Bà Rê Ma nơi không khang gần đại hay bà tọc mốt ra miền rụp
rồi bật đây mà tích tuổi nó rộng. Đối với ngôi chánh điện Phật giáo Nam Tông thì trong ngôi chánh điện chỉ thờ một vị, đó là Phật Thích Ca, được an tọa giữa ngôi chánh điện như thế này các bạn. Và kế tiếp đó thì các tượng nhỏ nhỏ thì cũng được sắp xuống dài dài như thế này. Nờ khăn lờ bình chàng bà huyết đi cơ tha vọt nền nè vọt nà có đòi chức đấy bằng khu nô vụt rạp vụt bò rì mà rường rạp ong. Đối với các ngôi chính điện, các chùa khác cũng vậy, đều trên ngôi chính điện như thế này và trên tường thì đều vẽ về Đức Phật Thích Ca, về cuộc đời của ngài. Khen nó cứ ông Colomia. Tạm anh chẳng khang cọp nếu có bạch nờ có bạch có bồ có me dường mười khinh thơ sạt nè. Phía cặp dưới bên tường này thì có dán hoa văn các bạn, dán hoa văn một đoạn một khúc đó. Và cái cột ngôi chính điện cũng vậy, cũng được dán hoa văn. Còn phía trên tầng thì cũng vẽ về hoa văn rất là sắc sảo. Thôi giờ mình sẽ xuống dưới tiếp tục dạo một vòng nữa ha các bạn. Nờ khăn khơi bây giờ nếu có là bọt bọ hả? Rahean có sang ở Nam thì còn đập buôn làm thế lâu đập bỏ ngôi chánh điện chùa mới cũng được xây dựng vào năm 2014 và bây giờ phía bên đây thì đã tróc màu sơn hết rồi. Thank you.
bằng phố ban mà căn nơi trên nọ bắt xem tân vi địa tế nơi sức tân bằng thoát nơi vọt cập phong san thơ bằng gặp mật thi bằng cầm rập khốp có sang vọt bằng pi rồi cao sắp thế nam hay nâng bằng đà để cân là sức tân vi muốn chào quý vị và các bạn thân mến. Đêm nay sức tân đến chùa cập phong san thuộc khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh để quay lễ tưởng niệm 290 năm ngày thành lập chùa và lễ quý kỵ. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 16 năm Giáp Thìn. Thì chùa Phong San sẽ tiến hành làm lễ 2 ngày, ngày 25 và 26, nhằm ngày 16-17 năm Giáp Thìn. Vọt cầm bóng sáng thơ bệnh nơi cầm rực khốp vì rồi cao sắp thế nam bằng có sang vọt hay nơi bệnh đà và địch chân hay về đề tài này và xong bằng con nền mạng mò hay về tà các bạn trình mò đây hay sẽ ní từ ngày một phây có muôi khe mì xa trên làm vì còn một phây bốn nờ thơ cả một thí đặc bạc bề rồi ong mình bận bà và đợi chân bên dây sọ bằng hai tà tà và các bạn thì mình hành trình mò xong mà cái này là cái đầu của cái cọ bằng thuốc cáo san một một cái vòng san đang chi rồi cáo tập chân ăn mình bằng đá các cái này là tiên bằng đá các cái trang cũng là tiên ta lời ca nói dịp mấy rập xong xin đại tho rập rập nâng xin đại tho tức xin à lời ca nói dịp tối nay sẽ mời các quỷ chức tăng sẽ tụng kinh và thuyết pháp nơi này các vị và ngày mai sẽ làm lễ đặt bát cúng dường cho các quỷ chức tăng 300 quỷ sẽ diệu hành một vòng ngôi chánh điện các bạn. Phía bên đây thì ngôi chánh điện và ngôi chánh điện này được xây dựng vào năm 2014 của một vị đại gia đã hết tâm xây dựng. Căn tay thật chuẩn mộc đoàn thật đồng năm bằng tên đề đề cao bằng đồng vị thi tập âm đa tạc kỳ đại đồng vật tiên nền tâm ra phạt nền văn bình chốc bằng thăm xây la tiếp qua đàm bên xâm ra tên phục quân bà bà chìa bác mạng hà tê bà khá rà nà xong khắp rà ông bà bà chìa nên dùng phụ chiến với Phật Tập Hòa Sát để bàn tờ tuôn tầm đất lộc năm rợi tế hình đề cao nhất. Nhiên cảm ơn thi ở huyện khác sở mạc dương tầm học này. Mình đừng dương chiến chôn cảm ơn thi cái năm rợi tế hình đề cao. Chi tâm liệt tầm lọ, khu ở dưới phòng bệnh nên là xa ở văn hóa thực tì gần đây tầm học. Lúc thư việc chọn thẻ khai ngay sân là thoa chỉ khai tầm. Các em việc chọn sân là thoa kêu sai. เทพยืนครบพระองค์อรัตนนิมนต์พระจุลปราปเจียพระมันเตยสองกระโดดเจียครบอรัตนนิมนต์พระคุณพระมหาเทพระเทรานุเทระพระองค์นิมนต์โจมก
ទីកន្លែងសេនាសនៈថ្វាយព្រះគិញរៀបចំជាពិធីកិច្ចចម្រើនប្រព្រឹត្តក្នុងកាលៈទេសកាលនេះដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាកន្លងទៅក្នុងពេលវេលានេះគឺខ្ញុំប្រកាសថាបានសម្ដែងឃើញថាវត្តមានសភាពតបកងផុសរបស់ទីគុណប្រពជារាជនិងគុណកែប្រព័ន្ធផងយើង ដែលបានមានមន្តមកប្រជាប្រគុណប្រពជាព្រះអនុគុណអចិន្ត័យសមាគមប្រសងសម្បត្តិឆ្នៃជាតិខេត្តព្រះប្រគុណប្រពជាសមាគមក្រុមក្រុមជាព្រះប្រគុណគ្រប់ប្រអងដែលបានមានមន្តមកជួយស្រែកហើយហេតុនេះបើប្រសិនជានឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននៅកម្មវិធីរបស់ផងយើងរក្សានូវសុខភាពដល់ព្រះប្រគុណប្រពជាក៏ជាជាយើងផ្ទាល់សាធារណៈ ແລະមានវេចាចាស់ហើយយើងគឺរុករងអញ្ជើញចូលមកខាងក្នុងមន្ទីរមហាសាលទៅយើងប្រកនៅកម្មវិធីដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រតិភិទេកាលនេះ ឯកបកកពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាពេលព្រះបន្ទុនប្រពជាព្រះមន្តីសំនេះបានមកជួយយើងក្រោកឈរឡើងដល់ដំណាក់ជើងលើកហើយប្រដំឡើងដើម្បីគ្រប់កម្រងក៏ការដែលយើងបានឈប់ជាជួរគ្រប់សមាគមចំពោះចរិតរបស់ព្រះបន្ទុនប្រពជាដែលជាប្រាំនៃបណ្ដរមនៃជាប្រធានសមាគមប្រសងសំនេះស្ថាបជាតិរបស់ផងយើង ឥឡូវនេះការរៀបចំជាសិលាធម៌រួចជាពួនគ្រប់ស្វ័យបង្គំរៀបបានព្រះគុណប្រពជាព្រះផងយើងដាក់មានពីខ្ញុំបរិការរណាសូមគោរពស្វាគមន៍ចំពោះបណ្ដាលនិបត្តិគរុនៃព្រះរាជគុណប្រពជាប្រពតិសមាគមប្រសងសាមគ្គីស្នេហ៍ជាតិកែប្រពជាអតិជិគ្រុរួចជាព្រះគុណប្រញ្ញាទីកា ជាជួរក្នុងកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលលើកគួរស្ដារក្នុងពុទ្ធសាសនាជាកម្រិតតំណពលដែលយើងតែងតែមានមកតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគឺជាក្នុងការគោរពចំពោះព្រះធរានិរៈរបស់អង្គនេះជាស្រេមបណ្ឌិតគុណបរិស័ទរបស់យើងទាំងឡាយហើយសូមគួរគំលូមកវិញ ប្រាំបាននិមន្តកុំជាជួរជាទីចាស់ឡាពពកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជួបរួមនៅក្នុងប្រតិភិទេកាលនេះដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាកន្លងទៅខ្ញុំប្រកាសថាសូមប្រកាសនៅកម្មវិធីថ្មីប្រគេនជាជួនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមប៉ុន្តែមិននឹងប្រកាសនៅកម្មវិធីរតិភិទេកាលនេះ ជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យជាសរណដ្ឋានដ៏គង់គង់សូមក្រុមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតរបស់បញ្ជីព្រះចៅទីការគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់ដែលបានបូជាជីវិតចំពោះបព្វហេតុជាវណ្ណៈនៃសាសនាសូម
cấp hai bậc công chống bom và đặc biệt là hai cấp bậc ông sau năm hai bậc công chống bom và đặc biệt quân và đặc chi và đặc thiên sa mạc công và sông sa mạc kỳ này kia đòi sự kết cấp mình sau năm hai bậc công chống bom và đặc biệt quân và đặc chi để chi ăn được đặc thiên sa mạc công và sông sa mạc kỳ này kia các lực chiếm được quân và đặc chi ព្រះអង្គនៅប្រមហាទេព្រះអង្គនៅបានមានបានជម្រុញនៅក្នុងរដ្ឋកណ្ដាលសូមព្រះអង្គគ្រប់សេចក្តីគ្រប់ដឹកពងពោះសូមគោរពចម្រើនដល់ដល់យើងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានលះកាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជាតិជួបរួមនៅក្នុងរដ្ឋទេរដ្ឋកាលនេះកម្មវិធីដែលយើងបាន ដឹកបានលើលោកគណៈប្រតិភិដ្ឋមានដោយតទៅព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈមហានិកាយវត្តនិរន្តរកម្មវសាថ្ងៃច័ន្ទ1ខែពុលកុនឆ្នាំ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាកសាលទី1មកភីគួនកម្មវិធីលោកគណៈប្រតិភិដ្ឋកាលនេះរំលឹកដល់ខ១ គោរពតំប្រពុទ្ធសាសនានិងមាសការប្រតិរដ្ឋនៃគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ២ប្រកាសហេតុនៃកម្មវិធីបានដោយគ្រូបណ្ឌិតតាចារ្យនាមជា៣អានសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់របស់សាលាអនុគ្រោះគ្រូនិងជួបបានដោយព្រះពុទ្ធតេជគុណរចោតិកាវត្តកកកម្មសង្កត់ ប្រាំសមាធិនិច្ចសិលប្រាំមួយធម្មកថារបស់ប្រពជាកតិបណ្ឌិតប្រចន្តសេរីទេសសុខសាន្តប្រពធានសមាគមប្រសំសមគីសេនាហិច្ចិតខេប្រាំពុលអរតនីប្រសំសម្ដែងប្រប្រិតប្រមៃមានបច្ច័យអង្គភិបាលប្រពួនអានបញ្ជីបៃធិរៈការងារ នៅខែស្អែកដល់ដាក់តំបញ្ចប់លោកកម្មវិធីរដ្ឋទេពទេការនឹងជាតិចូលដល់ខទី1គោរពតំប្រពុទ្ធសាសនានិងនមស្ការប្រតនត្រ័យនិងគោរពវិញ្ញាណការលោកកំពតី1គោរពតំប្រពុទ្ធសាសនានេះខ្ញុំប្រកាសរកាសូមគោរពអញ្ជើញដល់ Yeah.
Thank you.
lúc ta thật chia hạt nga một con bông quân rồi không sắp hạt nụ sân cát tì quân sân cát tì phần mùi trung tàu vinh Phật thiên à cha hạt nụ Phật thiên tật tuôi vần tục à cha vọ quân lúc ta thâm quân kinh hạt nga một con bông quân rồi hạ sắp bông quân hạt nụ sân cát tì quân sân cát tì phạm trung tàu vinh A cha rong tìm muối, a nu bật thiên tục thua vần tục, sẽ xa thị cà. Phạm, lục ta thách sử văn, cơ thăng một con của muôn rồi hộp sọc cuôn, a nu sân cát đi cuôn, sân cát đi phạm trung tàu vĩnh. A cha rong tìm muối, a nu bật thiên sang sông. ប្រមួយលោកតាគុំទីកាលឆ្នាំ1964អនុសង្កាទី4សង្កាទី5ក្រុងតវិញអធិបតីរងទី2អនុបធានធិរញ្ញិកប្រាំពីរលោកតាគុំយ៉ាងរ៉ាំង ឆ្នាំ1964អនុសង្កាទី4សង្កាទី5ក្រុងតវិញលេខាឃោសនិកជាសមាជិកគណៈឃោសនិកប្រាំបីលោកតាតែកសែងឆ្នាំ1964អនុសង្កាទី4សង្កាទី5ក្រុងតវិញ เลขาจำนายเกียสมาชิกเลขา9ลูกตาแท็กซ่อมพัฒนามาพร้อมประมวลโดยเจ้าสักปีอนุสังกัดที่4สังกัดที่5กรุงตะวิ้งเลขาจำนายสมาชิกเลขาเสกใดเป็นจากระบบมันใจซ่อมกรม คณะมนตรีสังกรมทรงเอกภาพตามบัญชีเรียงเรียงเรียบจอมแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมดของพระเจ้าวาติกานึกพุทธบริษัทวัดนิโครตุงพงศ์กษานได้เรียนประเทศกิตติยศมวยรูปประเทศคณะกรรมการมวยรูปอนุประเทศอวนรูปนั้นลิขิต เป็นชาอัมพีคณะมนตรีสังกรมตัวตัวสกอร์คณะกรรมการก็เกียร์เป็นจีเรียนเรียงในบ้านอ่านจุนตอลอัมพีที่เราบ้านเยี่ยมบ้านจับสอบครบให้บรรดาอัมพีนิตย์ที่ต้องประกาศอาตมาเพียบส่งกรุ๊ปเชิญนอลลูกตาในเกียร์คณะกรรมการในเมียนเดียม ไม่นึกจะส่งรถยังไงฮาลาโลคาบุกนะดำไปตัวมาดำปีนะผสมในเกียร์ขนาดกำลังหลายมันหักมันหักหลายด้วยหลายตัวเลย